vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông và các khu chợ tự phát trên địa bàn thị trấn Bưng Đờ Rang. Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phòng dân tộc huyện tổ chức cấp bồn nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Bâng. Huyện đoàn Krông Búc tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm triển khai phong trào kế hoạch nhỏ. Thị trấn Bưng Đờ Rang tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín và các tổ chức tôn giáo. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư Bô khóa 5 lần thứ 18 mở rộng. Xã Chư Bâng tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và nhân dân năm 2023. Ban chỉ huy quân sự thị trấn Bưng Đờ Rang tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 13 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch và quy định trên địa bàn thị trấn Bưng Đờ Rang. Theo đó, lực lượng chức năng đã giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn đường bộ để buôn bán đặt biển hiệu. Trước khi tiến hành giải tỏa, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc chấp hành quy định của nhà nước về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Sau khi được tuyên truyền vận động, nhiều hộ tiểu thương kinh doanh tại đây đã chủ động tuân thủ chấp hành quy định. Đối với những trường hợp vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ các phần mái che tạm, mái tôn của các hộ kinh doanh buôn bán. Những vật dụng thu giữ trong quá trình giải tỏa được đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn để tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Việc ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả kỷ luật, kỷ cương, quản lý nhà nước trong việc quản lý hành lang đường bộ. Hiện nay, thị trấn Bưng Đờ Rang vẫn đang cắt cử lực lượng túc trực, xử lý các trường hợp tái chiếm lòng lề đường để buôn bán kinh doanh. Thời gian thực hiện giải tỏa bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 cho đến khi thực hiện xong. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc cũng đang triển khai đồng loạt các giải pháp để đưa tiểu thương ở các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh không đúng quy hoạch vào chợ Bưng Đờ Rang mới. Đồng thời, lập phương án hỗ trợ bồi thường để thực hiện dự án công viên cây xanh tại chợ Bưng Đờ Rang cũ. Sáng ngày 14 tháng 12, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Trong năm 2023, Ban tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với các ngành trong khối tư tưởng văn hóa, triển khai có hiệu quả công tác hoạt động, thường xuyên theo dõi nắm tình hình, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, nhất là các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước địa phương, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ nói riêng đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nỗ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản về kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023. Hội nghị cũng thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024, đồng thời khen thưởng cho một tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2023. Chiều ngày 13 tháng 12, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban dân vận huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông qua và tập trung thảo luận nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024.
báo cáo thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định số 516 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, cán bộ hội viên nông dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn trong năm qua. Các cấp hội trong huyện đã tổ chức thành công đại hội hội nông dân các cấp, chất lượng hội viên sinh hoạt chi hội, tổ hội từng bước được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Vai trò trách nhiệm của hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Tổ chức hội thảo, hội nghị, xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức được 70 buổi với trên 13.000 lượt hội viên tham gia. Chất lượng hiệu quả hoạt động cơ sở hội và chi hội được nâng lên. Số cơ sở hội và chi hội trong năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%. Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2023. Sáng ngày 15 tháng 12, Công an huyện Krông Búc tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Tại buổi lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận huyện ủy đã phát biểu giao nhiệm vụ cũng như động viên cán bộ chiến sĩ công an huyện thực hiện nghiêm chế độ trực chiến đấu, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa phương dịp lễ Giáng sinh, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Trần Tuấn, trưởng Công an huyện cũng đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024 từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Với mục đích quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thông qua lễ ra quân cao điểm, kịp thời thông tin tuyên truyền thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân ủng hộ tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm trong đợt cao điểm, cùng với đó khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc răn đe trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Sáng ngày 15 tháng 12, Đảng ủy xã Chư Pô tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 5 lần thứ 18 mở rộng nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có đồng chí Hoàng Kim Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, trong năm 2023, xã Chư Pô thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả đáng khích lệ. Sản xuất nông lâm nghiệp triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu, an sinh xã hội được đảm bảo, nhiệm vụ an ninh quốc phòng được tăng cường, đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Kiểm tra, giám sát, hoàn thành chương trình đề ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 553 triệu đồng, bằng 107,47%. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục mầm non 5 tuổi, duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hội nghị cũng tập trung thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Chư Pô trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chi bộ đạt trong sạch vững mạnh cho 5 chi bộ. Đồng thời tặng giấy khen cho 5 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Vừa qua thực hiện kế hoạch 158 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc, phòng dân tộc huyện tổ chức trao hơn 80 bồn nước cho các hộ dân trên địa bàn xã Chư Né. Chương trình trao bồn nước sinh hoạt là chương trình thuộc nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Búc.
Đợt này, phòng dân tộc huyện tổ chức cấp miễn phí 218 bồn nước sinh hoạt dung tích 1.000 lít cho các hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn xã Chư Bâng. Theo kế hoạch, phòng dân tộc huyện sẽ triển khai việc cấp bồn nước đến 6 xã trên địa bàn huyện với tổng số 300 bồn nước sinh hoạt. Tổng kinh phí thực hiện là 900 triệu đồng, được phân bổ từ ngân sách nhà nước. Sáng ngày 14 tháng 12, tại trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, huyện đoàn Krông Búc tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm triển khai phong trào kế hoạch nhỏ. Tại buổi lễ kỷ niệm, đại diện huyện đoàn Krông Búc đã ôn lại truyền thống 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ, tổng kết phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn huyện Krông Búc, phát động triển khai phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn huyện. Đây là phong trào lớn của thiếu nhi Việt Nam. 65 năm đã trôi qua, phong trào kế hoạch nhỏ mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã khen thưởng cho 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2018-2023. Đồng thời trao 5 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Chiều ngày 14 tháng 12, thị trấn Pương Đờ Rang tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị trấn. Tại buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín và các tổ chức tôn giáo phấn khởi, nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2023 trên địa bàn. Đảng bộ chính quyền thị trấn thời gian qua luôn quan tâm tạo điều kiện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nhân rộng và lan tỏa trong các khu dân cư. Trong đó, các tổ chức tôn giáo già làng, người có uy tín và các cơ sở tôn giáo trong cộng đồng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong đồng bào, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo thị trấn đề nghị các già làng, các tổ chức tôn giáo và người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo thị trấn đề nghị các già làng, tổ chức tôn giáo và người có uy tín tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, không nghe kẻ xấu lợi dụng, quan tâm giúp đỡ bà con nhân dân, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chung tay xây dựng thị trấn Pương Đờ Rang ngày càng phát triển giàu mạnh. Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Pương Đờ Rang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Pương Đờ Rang đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đề ra. Tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2023, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng đề ra, phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các ngày lễ lớn trong năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, tham gia huấn luyện đầy đủ, chất lượng, chính trị ngày càng cao. Nhân dịp này, có 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 được Ủy ban nhân dân thị trấn tuyên dương khen thưởng. Sáng ngày 15 tháng 12, xã Chư Bâng tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân xã và nhân dân trên địa bàn năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu về tham dự được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban dân xã Chư Bâng báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Xã Chư Bâng tổ chức hội nghị đối thoại lần này nhằm đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường mối quan hệ, tạo sự gần gũi giữa đảng bộ chính quyền, các ngành đoàn thể với nhân dân trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, yêu cầu thiết thực cụ thể liên quan đến đời sống nhân dân.
Tại hội nghị đối thoại đã có rất nhiều ý kiến của bà con nhân dân về các nội dung như: bà con nhân dân rất hài lòng với các hoạt động của công tác thủ tục hành chính trong thời gian qua của xã. Bên cạnh đó, nhân dân đề nghị chính quyền xã quan tâm hơn đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chuyển các lò sấy, lò gạch ra xa khu dân cư, tiến hành kiểm tra một số tuyến đường tại các đường liên buôn đã bị người dân lấn chiếm, gây khó khăn cho việc đi lại. Việc quy hoạch nghĩa địa tập trung của xã vẫn chưa được triển khai, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn vẫn chưa được triển khai bê tông hóa, gây khó khăn cho người dân trong mùa mưa. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn và cởi mở, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể đã tiếp thu, trả lời giải trình những ý kiến kiến nghị chính đáng của các đại biểu, giải đáp những vấn đề các đại biểu chưa rõ, chưa hiểu. Qua đó ghi nhận và tiếp thu toàn bộ những ý kiến để kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được gửi lên cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông-búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.